Vâng ạ, em gái xin gửi lời chào đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Chúc toàn thể anh trai chị gái nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, thành công vạn sự như ý. Ngày hôm nay bên cơ sở đồ gỗ phong thủy Hậu Nhung chúng em vừa hoàn thiện xong một tác phẩm có tên gọi là Phu Thê Viên Mãn, kết hợp cả hoa mai, kết hợp cả hoa phù dung. Một tác phẩm biểu tượng cho tình cảm đứa đôi, tình yêu vợ chồng gắn kết trăm năm, biểu trưng cho sự thuận vợ thuận chồng, biểu trưng cho sự thành công và biểu trưng cho sự may mắn. Và anh chị mình cùng ngắm kỹ vào cho em gái xin nhận xét các bác nhá. Anh chị em mình cùng ngắm này, những cái bông hoa mai này, làm năm cánh này, bông kênh này, đó, nhụy lội này, đó, những cái rồi là những cái búp nhụy này, nó đang chuẩn bị bung lụa ra này. Đó, những cái chi tiết như là cái chú chim này, tỉa tách từ cái bộ lông thôi cũng rất là cả bông kênh rất là mềm mượt. Đấy, rồi những từ những cái màu này cũng rất là kỹ luôn. Trên đây là những cái bông hoa mai cũng rất là sắc nét cho em gái này. Đó, vô cùng mềm mại các bác nhá. Đây những chú chim này đang ngoảnh đầu lại. Đó, cảm giác rất là đẹp anh chị em mình ạ. Bên dưới này là những cái bông hoa cúc này cũng rất là cả bông kênh, cũng rất là sắc nét luôn. Nó thể hiện cho cái sự khéo léo và cái sự vâng ạ. Bông kênh của tác phẩm anh chị em mình nhá. Đấy, đây là những bông hoa mai tiếp theo này, làm cũng rất là kỹ và di sẩn hết ra. Đất đá cũng di sẩn hết anh chị em mình nhá. Đấy, đặc biệt tác phẩm này là được làm trên là chất liệu một trong những cái phôi gỗ rất là giá trị, đó là gỗ mun sừng Nha Trang Khánh Hòa. Thông số kích thước của tác phẩm là cao 82, rộng 43 và sâu là 22 anh chị em mình nhá. Và để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị mình có thể liên hệ qua hai số hotline của bên em 0333462357 hoặc 0981817345. Một tác phẩm rất là đẹp, rất là ý nghĩa, nổi bật, sang trọng cho không gian nhà mình. Và hẹn gặp anh chị mình trong các video lần sau. Xin chào và tạm biệt các đại gia đình nhà mình ạ.